Xin kính chào quý khán giả và sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với bản tin tối thứ tư ngày 14 tháng Giêng năm 2015. Thưa quý vị, mặc dù báo cáo làm ăn có lời 300 tỷ đồng trong năm 2004, nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam gọi tắt là EVN vừa kiến nghị chính phủ cho tăng giá điện vì cần bổ sung các chi phí về việc giá khí tăng, thuế tài nguyên tăng, Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 2015 vào ngày hôm 13 tháng riêng, ông Phạm Lê Thanh, tổng giám đốc của EVN nói, ngành điện gặp thách thức lớn vì phải xử lý khoản lỗ 17.000 tỷ đồng trong năm 2015. Theo đó, EVN chịu những khoản lỗ do tranh lệch tỷ giá từ nhiều năm trước, gộp chung với năm 2014 thành con số gần 17.000 tỷ như vừa nêu. Dự hội nghị ngành điện, ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương nói rằng, nhiệm vụ của EVN là phải đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng. Riêng việc tăng giá điện vì tăng chi phí sẽ được tổ điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ thảo luận vào cuối tháng này trước khi báo cáo Thủ tướng. Ít nhất 9 cán bộ ngành hàng không bị khiển trách hoặc chuyển công tác vì đã để xảy ra nhiều vụ việc gây mất an toàn hàng không như mất điện làm tê liệt đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất và máy bay quân sự cắt ngang mũi máy bay dân dụng. Tìm báo chí trong nước cho hai trường và phó trung tâm bảo đảm kỹ thuật công ty quản lý bay miền Nam Lê Văn Tính và Nguyễn Quốc Phú bị cách chức. Giám đốc và phó giám đốc Đỗ Hoàng Điệp, Phùng Minh Tân bị khiển trách, ngưng chức và chuyển công tác khác. Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thang đã ra quyết định phê bình nghiêm khắc lãnh đạo của công ty quản lý bay Cục Hàng không Việt Nam vì để xảy ra những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới an toàn hàng không. Thưa quý vị, ngân sách quốc phòng của Nhật Bản trong năm nay sẽ là 41 tỷ 970 triệu. Con số này được Bộ Quốc phòng Nhật thông báo hồi sáng nay, nói thêm đây là ngân sách quốc phòng lớn nhất của Nhật được dùng để xây dựng một quân đội hùng hậu và hiện đại hơn, đặc biệt trong bối cảnh Nhật đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh. Việc Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng đã được Thủ tướng Shinzo Abe nói đến ngay sau ngày nhậm chức hồi cuối năm 2012. Trong năm 2004 vừa qua, Thủ tướng Nhật cũng nhiều lần nói rằng ông muốn quân đội có đủ mọi điều kiện cần thiết để bảo vệ an ninh lãnh thổ, đồng thời còn muốn sửa đổi hiến pháp để quân đội Nhật có thể tham gia vào những hoạt động quân sự ở nước ngoài. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên hồng lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng chính sách quốc phòng của Nhật Bản khiến các quốc gia châu Á và cộng đồng quốc tế phải quan tâm, vì không biết Tokyo sẽ dùng quân đội vào những mục tiêu nào. Ý muốn nói tới việc Nhật Bản từng sử dụng võ lực để đô hộ một số nước trong khu vực. Phó đại sứ Bắc Hàn tại Liên Hợp Quốc An Myong-hun, nhắc lại ý kiến muốn thỏa thuận trực tiếp với Hoa Kỳ, cho rằng cuộc thảo luận có thể mở đường cho những thay đổi giúp ổn định tình hình bán đảo Triều Tiên. Họ báo tại New York ngày hôm qua, ông Hun tuyên bố rằng Bình Nhưỡng đã sẵn sàng mở rộng quan hệ với Washington ngay trong năm nay, nhưng từ chối đi sâu vào chi tiết. Ý kiến thảo luận trực tiếp với Hoa Kỳ được Bắc Hàn đưa ra từ tuần trước, đi kèm với lời hứa sẽ đình chỉ các chương trình hạt nhân nếu Washington ngưng ngay những cuộc thao diễn quân sự với Nam Hàn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bác bỏ đề nghị của Bắc Hàn, dù nhắc lại rằng luôn sẵn sàng nói chuyện với Bình Nhưỡng. Và sau cùng, thưa quý vị, tàu hải quân Singapore đã tìm thấy xác chiếc phi cơ lầm nạn của hãng hàng không AirAsia. Tin này mới được ông Bộ trưởng Quốc phòng Ngang Hen của Singapore thông báo qua trang mạng xã hội, đi kèm với hình ảnh mà tàu hải quân Singapore chụp được. Những hình ảnh này xác nhận chiếc phi cơ loại Airbus 320 của hãng AirAsia đang nằm dưới đáy biển Java. Ông cũng cho biết đã thông báo tin này với cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia để bắt đầu việc dùng ống dẫn hơi và phao đưa máy bay nổi lên mặt nước. Chiếc phi cơ của hãng AirAsia lâm nạn hôm 28 tháng 12 vừa qua, lúc đang trên đường từ Indonesia sang Singapore, chở theo 162 người. Đến giờ, các toán cứu hộ mới tìm được 48 tỷ hai những người xấu số, cho rằng phần lớn vẫn còn kẹt bên trong chiếc máy bay. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình tối thứ tư của Đài Á Châu Tự Do. Chân như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị.